Nặng gì đấy? Bây giờ đi lấy chỉ cho em ơi. Cây này có hoa đẹp thế nhỉ? Lấy một cái chuối về trong bình nhé. Nhiều cùi thế. Cái chuối to. Cái chuối to. Đi lấy cá ăn. Ui, tôi nhìn đâm này, đàn nắng quá. À, mà đàn cái này nhìn đâm nhập một tí.
cuốn cả đầu ngồi sang cái này mình đông. Không đó không quá đẹp nóng thế nhỉ, đi ra suối này để bắt cá thôi, để tối để làm bữa tối thôi, cho nó mát thôi, đang nóng này. Còn đi, nóng quá, thấy nắng rồi, chết rồi. Có con cá đây này. Cái con cua to thế nhỉ? Cua to.
nhé. Nấu cơm nấu canh nhé, anh thái chuối cho Vin nhé. Ok. Nên đi bắt cá rồi, có cá bằng cái ngọt. Gà ăn con ngan nhá, ăn cho con gà bây giờ nhỉ, con vịt đấy, bây giờ ăn cho con gà đây.